Chào các quý khán giả xem chương trình Chánh Chừng Now Show. Chắc các bạn cũng biết rằng trong vài bữa trước chúng tôi có chiếu cái chương trình mà tôi mời Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn lên để nói cái đề tài về những cái quy định và những cái dự luật trong ngành nail mà ảnh hưởng đến cái tiệm nail salon của chúng ta. Thì theo yêu cầu một số các bạn chủ tiệm nail cũng muốn tìm hiểu về vấn đề thanh tra trong cái tiệm nail salon thì nhiều bạn cũng bị vướng vào vấn đề thanh tra, thì hôm nay vì thời gian không cho phép nên chúng tôi xin phép được nói đề tài này hai phần. Thì hôm nay chúng tôi nói phần 1 để các bạn tham khảo. Thì trước khi vào cái phần mà thanh tra tiệm nail salon á, tôi muốn giới thiệu các bạn cái trang website của tiểu bang California là Board of Barbering and Cosmetology California, và tôi khuyến khích các bạn thường xuyên vào cái trang website này, tại vì bây giờ có những cái quy định mới của phát hành ra đó, và đặc biệt là có cái tiếng Việt. Thì đây là các bạn vào cái phần này các bạn sẽ thấy cái chương trình tiếng Việt, và nhờ anh kỹ thuật chiếu dùm trên TV để các bạn có thể thấy cái hướng dẫn vào cái tiếng Việt. Bây giờ tôi go back lại là cái main page của cái trang tiểu bang Bo California, thì các bạn chạy cái trang website xuống chỗ cái phần mà quick hits á, các bạn sẽ thấy cái phần Việt ngữ. Thì các bạn click vào phần Việt ngữ, thì trong cái phần Việt ngữ có giới thiệu tất cả những cái luật lệ quy định mới bằng tiếng Việt luôn. Thì cái phần này tôi sẽ nói phần sau. Bây giờ ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn về vấn đề mà thanh tra trong cái tiệm nail salon. Thì các bạn cũng biết, chắc mình không cần phải nhắc nhiều cái vụ thanh tra trong tiệm nail salon. Hầu như chủ tiệm nail nào cũng có kinh nghiệm trong cái vấn đề này và bị phạt rất là nặng. Thì đó là lý do tại sao Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có lobby cũng như là ra cái dự luật mới và yêu cầu bo không được phạt hai lần. Thì cái đó là tin vui, và cái dự luật này đã được thông qua, có nghĩa là trong tương lai nếu mà tiệm nail mà bị phạt á, thì hoặc người chủ hoặc người thợ bị phạt một lần thôi chứ không thể nào mà phạt hai lần. Thì khi mà thanh tra, cái mục đích của thanh tra cho cái tiệm nail salon của các ủy ban nghề làm tóc và trang điểm California là các bạn thấy cái phần cái chữ vàng á, rất là quan trọng, là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng California bằng cách nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và bằng cách thực thi các điều luật của ngành làm tóc và làm đẹp. Thì cái đó là cái mục tiêu của cái thanh tra. Và mục đích của thanh tra là cái gì? Là cái ủy ban này muốn bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng. Người tiêu dùng có nghĩa là người khách đến làm nail, và do đó phải đảm bảo rằng tất cả các cơ sở, có nghĩa là những cái tiệm nail salon và những cái trường dạy nail, cũng phải theo cái quy định trong phạm vi thẩm quyền của ủy ban, phải tuân thủ theo cái điều luật của ủy ban. Thì nhiều người hỏi thì thanh tra gồm những gì, thì chắc những người nào mà có kinh nghiệm đã bị những vị thanh tra mà tiếng Anh gọi là inspector đến thì họ biết cái handle. Nhưng mà có những người chưa có kinh nghiệm và chưa biết là thanh tra sẽ diễn ra như thế nào, thì đây là cái process, cái quy định mà khi mà thanh tra đến. Thì những thứ nhất á, là họ sẽ trình thẻ ID. Thanh tra, cái người inspector sẽ trình thẻ ID và họ thông báo là tôi là thanh tra của tiểu bang California, hôm nay tôi đến để thanh tra cái cơ sở thương mại, cái tiệm nail salon của quý vị. Và quý vị nên nhớ rằng mình cũng đừng có sợ, tại vì theo quy định á, mặc dù họ thanh tra nhưng mà hoạt động mình cũng bình thường, và người thanh tra cũng được huấn luyện là họ không được quyền làm ảnh hưởng, có nghĩa là họ đến họ kêu mình stop, đóng cửa tiệm là họ sai, và những cái hoạt động của mình bình thường, tại vì cái người thanh tra là người được hưởng lương và lương là từ thuế của các quý vị đóng ra, nên các quý vị vẫn giữ bình tĩnh, cứ để cho tiệm hoạt động bình thường. Và người thanh tra đến họ sẽ yêu cầu được nói chuyện với người chủ tiệm, người manager, mà trong trường hợp không có người quản lý, không có người manager hay là không có chủ tiệm á, thì họ sẽ yêu cầu một cái người nào mà người thợ có thẩm quyền mà mở các tủ đựng supply, dẫn họ đi xem thanh tra từ ghế spa, thậm chí họ thanh tra trong restroom luôn. Để quý vị mình nhớ rằng cái mục đích của thanh tra là muốn đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách tiêu dùng cũng như là cái người nhân viên làm việc trong cái tiệm nail. Thì khi thanh tra họ sẽ check cái ID của người thợ, và đặc biệt quý vị phải nhớ ha, cái ID của người thợ phải trùng hợp với những cái license của người thợ để trong tiệm. Thường thường khi mà mình bước vào tiệm nail salon á, mình thấy thường thường trên trên
chỗ front desk hay trên tường á, là có cái ID và hình ảnh của những người thợ, và họ sẽ check cái ID của người thợ và họ sẽ kiểm tra cái ID đó có trùng cái tên với cái những tên của người thợ để trên tường hay không, và họ sẽ check luôn cái business certificate, mà gọi là giấy phép kinh doanh của CD. Tại nhiều tiệm bị phạt là do bị để cái business certificate bị expire, nên quý vị cũng để ý trong điểm này. Báo cáo thanh tra thì khi sau khi thanh tra, cái người inspector sẽ xem xét kết quả và giải thích bất kỳ vi phạm nào đã được lưu ý, và mục tiêu chính của họ là muốn cho cái người chủ hoặc người manager đó hiểu và tuân thủ tầm quan trọng sức khỏe và sự an toàn của khách hàng. Thì cái điểm lưu ý khi mà họ kêu mình ký á, sau khi mà kiểm tra thanh tra, họ ra cái report, nó gọi là báo cáo thanh tra, thì họ yêu cầu cái người chủ tiệm hay người manager ký, thì không có nghĩa là mình ký và mình vi phạm. Mình ký là họ muốn đảm bảo là mình hiểu và mình make sure là họ đã thanh tra vào những cái quy định đó, và họ sẽ giải thích cho mình là mình bị sai chỗ nào, bị đúng, được đúng chỗ nào, họ sẽ giải thích rõ. Và đặc biệt á, là mình đừng có sợ khi mà bị thanh tra, mình cứ bình tĩnh. Cái phần nào mình không hiểu, mình được quyền đặt câu hỏi. Mình được đặt câu hỏi là tôi không hiểu chỗ này nên yêu cầu giải thích cho tôi. Và sau khi họ yêu cầu mình ký tên rồi á, thì nếu mà tiệm vi phạm á, thì mình sẽ nhận chắc gọi là báo là mình vi phạm và họ sẽ phạt mình như thế nào. Và cái chắc gọi nó sẽ gửi đến tiệm là khoảng 45 đến 60 ngày sau khi thanh tra. Thì đây là cái thông tin về chắc gọi. Khi mà quý vị nhận chắc gọi sau cái buổi thanh tra từ 45 đến 60 ngày á, quý vị sẽ có hai option. Anh kỹ thuật cho vào TV xem giùm. Option thứ nhất á, là mình đồng ý và cái thanh tra đó mà mình chấp nhận bị nộp phạt. Option thứ hai là không đồng ý và mình kháng nghị. Kháng nghị có nghĩa là như thế này quý vị. Kháng nghị là mình được yêu cầu, mình nói là tôi không vi phạm cái phần này nên tôi kháng nghị. Thì quý vị nào nếu mà mình không có giỏi tiếng Anh á, mình có thể nhờ luật sư hay mình nhờ những người mà giỏi tiếng Anh, mình làm việc với lại ủy ban kiểm tra. Quý vị nên nhớ mình đừng có sợ, tại vì mình làm việc mình có đóng thuế đàng hoàng, mình là business, thì họ thanh tra thì họ cũng muốn tốt cho cái business của mình và muốn tốt cho sức khỏe của cộng đồng, nên đó lý do tại sao họ muốn thanh tra. Và những cái phần nào mà mình không phục á, thì mình nói là mình kháng nghị. Và nhưng mà quý vị phải lưu ý, khi quý vị nhận cái giấy mà chắc gọi của bên bo á, thì quý vị phải lưu ý rằng cái điểm này nè, mình phải đọc kỹ các hướng dẫn trên chắc gọi. Có nghĩa là cái hướng dẫn trên chắc gọi yêu cầu mình làm step 1, step 2, step 3, mình phải theo từng step đó, và mình phải đảm bảo là phải tuân thủ đúng quy trình và trước thời hạn quy định trên chart. Thì cái nhiều người bị vướng cái này rất là nhiều. Giả sử như các bạn nhận cái chắc gọi của vi phạm của thanh tra, thì họ yêu cầu mình phải trả lời trong vòng 20 ngày. Thì nhiều người á, là mình bận nhiều lý do rồi, mình chờ để cho chồng mình đi làm rảnh mình xem, hay chờ con mình từ tiểu bang xa có dịp về để xem, thì cái đó rất nguy hiểm, là mình bị quá cái deadline thì mình sẽ không kháng nghị được. Cái tiếp theo nữa là rất quan trọng là đây là 5 cái hướng dẫn thanh tra quan trọng quý vị nên lưu ý nhất. Thứ nhất á, là khi người thanh tra đến á, quý vị phải trình giấy tờ tùy thân của quý vị cho tiểu bang cấp để đảm bảo rằng là cái giấy tờ mình, cái ID của mình nó trùng với cái tên của cái license làm nail của quý vị để ngay chỗ front desk. Cái thứ hai là đảm bảo tất cả các giấy thép hiện hành cập nhật được trưng bày nơi đúng luật pháp quy định. Có nghĩa là mình không thể nào mình để cái business certificate trong cái nơi khuất, mình phải để ngay mà khách hàng có thể thấy được luôn là cái business hay là những cái regulation, những cái quy định gì của tiểu bang hay city, mình phải để ngay làm sao để cho người ta bước vô người ta thấy được liền. Và đảm bảo các nhật ký vệ sinh spa, chăm sóc bàn chân có thể dễ dàng tiếp cận. Có nghĩa là mình có cái report, giả sử như là một ngày mình chăm sóc ghế vào giờ nào, phút nào, mình phải có cái report và người nào chịu trách nhiệm ký vào, thì mình show ra, mình chứng minh là tôi có làm cleaning cái ghế spa tôi theo cái quy định thời gian như sao. Và dán nhãn đúng cho tất cả các dụng cụ đã bị khử trùng
hoặc đang bị bẩn, thì quý vị cũng biết trong tiệm nail mình, những cái dụng cụ nào mình xài mình bỏ vô cái phần mà mình đã xài rồi, còn những dụng cụ sạch thì mình để bên phần sạch. Và phần số 5 là đảm bảo cơ sở và khu vực làm việc của quý vị được sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Thì đó là những cái cơ bản mà hôm nay tôi muốn nói về vấn đề thanh tra trong tiệm nail salon. Thì hy vọng trong cái phần 2 ấy, tôi sẽ mời được một chủ tiệm nail hay là một cái người nào đó đã từng bị thanh tra trong một cơ sở thương mại, tiệm nail salon, hay là đã có kinh nghiệm rồi, sẽ chia sẻ với quý vị về vấn đề này. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin hẹn vào một dịp khác.